Hôm nay OneCAD Việt Nam sẽ giới thiệu đến các bạn một giải pháp giúp các kỹ sư đưa ra các quyết định thiết kế nhanh chóng và chính xác hơn trong quá trình phát triển sản phẩm. Đó là giải pháp CFD. CFD giúp tạo ra những sản phẩm tuyệt vời khi dễ dàng phát hiện và so sánh các lựa chọn thay thế trong thiết kế bằng cách sử dụng môi trường nghiên cứu thiết kế sáng tạo cùng các công cụ tự động hóa. Phần mềm Autodesk CFD cung cấp các công cụ mô phỏng nhiệt và dòng chất lỏng một cách nhanh chóng, chính xác và linh hoạt, qua đó giúp dự đoán hiệu suất sản phẩm, tối ưu hóa thiết kế và thẩm định đặc tính của sản phẩm trước khi sản xuất, giúp giảm thiểu tốn kém cho việc thư xây hiện thí nghiệm nguyên mẫu và giúp bạn đưa sản phẩm sáng tạo ra thị trường nhanh hơn. CFD giúp thiết kế hệ thống làm mát cho thiết bị điện tử. Hiệu suất nhiệt của sản phẩm điện tử được kiểm tra để có thể đáp ứng với những yêu cầu như tối ưu hóa khả năng làm mát, xác định vị trí tối ưu của bộ phận tản nhiệt và ống dẫn nhiệt, quản lý nhiệt và nghiên cứu các hiệu ứng tác động nhất thời. Mô hình tản nhiệt được đơn giản hóa, tất cả các phương thức truyền nhiệt bao gồm dẫn truyền, đối lưu cưỡng bức và tự nhiên, và bức xạ. CFD còn giúp xử lý linh hoạt trên đám mây, cho phép bạn tận dụng khả năng của điện toán đám mây, qua đó giúp bạn giải quyết đồng thời nhiều công việc mô phỏng trong khi vẫn tiếp tục làm việc. Kiến trúc sư và các chuyên gia cơ khí, điện và hệ thống ống nước MEP có thể tận dụng CFD để hiểu luồng không khí và đặc tính nhiệt trong môi trường xây dựng, dự đoán sự phát tán chất ô nhiễm và sự di chuyển của khói bên trong và xung quanh các tòa nhà. Autodesk CFD cho phép các nhà thiết kế cũng như kỹ sư có thể thẩm định và tối ưu hóa thiết kế trước khi sản xuất, tăng hiệu quả, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguyên mẫu vật lý, giảm chi phí và giảm các lỗi phát sinh, có khả năng lưu lại các ý tưởng kỹ thuật số và sau đó chia sẻ những thiết kế đó với nhóm kỹ sư bằng cách sử dụng một định dạng tệp chung. Do đó, các thành viên trong nhóm có thể nghiên cứu môi trường thực tế của sản phẩm thông qua mô phỏng kỹ thuật.